Ngoại hình của Tiến Luật trong vai bố đơn thân gây choáng cho Lan Ngọc. Lan Ngọc, BB Trần, Sam giật mình khi thấy Tiến Luật để tóc dài đóng vai gà trống nuôi con trong phim Dân chơi không sợ con rơi. Bộ phim Dân chơi không sợ con rơi do Tiến Luật đóng vai chính, Thu Trang làm nhà sản xuất đã ấn định lịch ra mắt vào ngày 29 tháng 7 sắp tới. Sau khi tung ra trailer chính thức, tác phẩm gây thích thú với khán giả bởi hình ảnh rất khác biệt về Tiến Luật. Không còn diễn hài như thông thường, nam diễn viên trở thành dân chơi với những cảnh gà trống nuôi con vô cùng xúc động. Cũng giống như khán giả, sau khi xem qua trailer phim, các nghệ sĩ như Puka, Lan Ngọc, Sam, BB Trần, Trương Thế Vinh đều đặt ra không ít câu hỏi. Vừa nhìn thấy Tiến Luật xuất hiện với dáng vẻ hài hước, Lan Ngọc, BB Trần đã thốt lên kinh ngạc, còn Sam thì nhận xét ngay, nhìn nó hơi ngố, hơi quê nó mọi người. Trong khi đó, Puka nhận xét về Tiến Luật rằng nhìn nó lãng tử quá. Chưa dừng lại ở đó, Lan Ngọc còn ra sức chọc ghẹo đàn anh bằng cách bình luận rằng trong phim có tình tiết Tiến Luật đi kiếm mẹ cho bé thỏ. Lan Ngọc nói luôn hơi lo ngại cho Tiến Luật vì sợ sẽ khó có thể tìm được mẹ cho con. Với Lan Ngọc, những cảnh diễn của Tiến Luật gây hiệu ứng mạnh cho người xem, không còn là người anh hài hước, duyên dáng ở các show giải trí. Tiến Luật trong phim mang đến cho Lan Ngọc ấn tượng rất khác. Với Puka, Tiến Luật gây cười vì có những màn tung hứng cùng Lê Khánh, Quỳnh Phương vô cùng duyên dáng. Sau khi xem hết trailer, với các nghệ sĩ đều chia sẻ đây là bộ phim hài hước, xúc động và có cả sự ấm áp với tình yêu thương dành cho gia đình. Điều khiến Lan Ngọc, Puka, BB Trần, Trương Thế Vinh và Sam thích thú là bộ phim có nhiều gương mặt nổi tiếng, hứa hẹn mang đến cho khán giả cảm xúc đong đầy. Nói về việc bị các đồng nghiệp xăm ngoại hình, Tiến Luật hài hước bày tỏ rằng đấy chỉ là lời chọc ghẹo cho vui thôi. Ngoài đời thực, vợ chồng Thu Trang, Tiến Luật với Lan Ngọc, Sam, Trương Thế Vinh hay BB Trần có quan hệ khá tốt. Vậy nên dù bị trêu chọc thì anh vẫn vui vẻ nhận lấy. Không chỉ có chuyện vẻ ngoài khác lạ như Lan Ngọc, Sam hay Puka nói đâu, phim còn nhiều điều thú vị lắm. Ban đầu Luật không muốn đóng vai chính trong bộ phim này, nhưng vì Thu Trang thuyết phục dữ quá, Luật mới nghĩ thôi cứ làm thử. Nào ngờ đến lúc quay thật thì mình bị cuốn theo nhân vật. Vai quân trong phim là trải nghiệm khác biệt nhất từ trước đến nay khi Tiến Luật có trên màn ảnh. Luật nghĩ rằng với những khán giả yêu thương gia đình và muốn làm mọi thứ cho gia đình giống Luật thì sẽ cảm nhận được sự ấm áp khi xem bộ phim này, Tiến Luật nói.